khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh tội tình chi em bỗng hừng hờ. Điều gì lầm lỗi em ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời, hay dần hơn mất lòng nhau. Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Clip buổi sáng này thì tiếp tục về cho anh em những cái mẫu đẩy hai kênh. Và trước mặt hình của anh em đây là những chiếc đẩy rất là thương hiệu nhé. Với thương hiệu CIS thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Với dòng loa, dòng súp, dòng đẩy thì đều là thương hiệu cả. Và tiếp tục ngày hôm nay thì về cho anh em một cái mẫu đẩy thương hiệu CIS. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Và với anh em đã xem kênh của tôi thì với cái mẫu đẩy thì cũng rất là nhiều các mẫu đẩy để anh em tuyển chọn ở các phân khúc khác nhau nhé. Với phân khúc tôi đang muốn giới thiệu cho anh em đây là cái phân khúc để anh em cả chơi nhạc, cả hát karaoke. Bởi vì là cái âm sắc của con này thì khi anh em nhích lên rất là nhẹ luôn. Nhưng mà cái này nó ra rất là toàn giải. Với dòng này thì nếu anh em thiên về nghe nhạc thì anh em nên sưu tầm con này. Con này nó kết hợp với những dòng loa Mỹ và dòng loa Nhật để anh em nghe nhạc thì cực kỳ là hay. Với con này nó là một trong những cái model mà tôi rất là tâm đắc. Bởi thiết kế của nó thì cũng rất là đẹp cho anh em. Mặt đằng trước thì đặc trưng của CIS đó là mặt phay nhôm anh em nhé. Mặt phay nhôm rất là đẹp. Nó phay CNC lỗ rất là đẹp. Và chính giữa của nó là màn hình LCD. Và trên màn hình này thì anh em có thể thấy rõ là đang hiển thị ở chế độ đánh Sitte cho anh em, tức là chế độ đánh toàn giải nhé. Và nhiệt độ thì đang báo ở hai kênh, kênh A và kênh B cho anh em. Bên cạnh đó thì với CIS nó rất là cẩn thận trong cái vấn đề là thiết kế về form, về kiểu dáng cũng như là về linh kiện. Anh em có thể thấy là từ những cái chiến áp của CIS thì cực kỳ là hay. Đấy, anh em thấy nhấc rất là nhẹ, cực kỳ là hay. Con này thì để anh em nghe nhạc cực nhẹ hay. Với phân khúc này thì khuyến cáo là anh em sử dụng dòng loa giáp thì không nên dùng con này, nó rất là phí anh em nhé. Và hệ thống đèn báo anh em thấy là một mặt cái mặt khoai nhôm đằng trước. Và cái model này là model XA16F. Với dòng này thì anh em có thể khai thác tốt thì là tầm những quả bát 40 đổ về này. Và với anh em sử dụng loa nằm thì con này nó khai thác cho anh em được hai cặp loa 25 loa nằm. Thì công suất của nó khoảng được 600W anh em nhé. Với cái dòng đẩy này thì nếu mà để anh em chơi mà căng nhiều loa thì con này không nên nhé anh em nhé, không nên khai thác con này như vậy. Bởi vì con này thì nó hát karaoke trong phân khúc gia đình và chất âm nghe nhạc thì nó rất là hoàn thiện anh em thấy nhé, rất là hoàn thiện. Và con này thì hàng về tiếp tục về cho anh em thì cực kỳ là đẹp. Và anh em đã đăng ký kênh thì anh em sẽ được cập nhật những cái video thường xuyên như thế này. Có những cái video thì có những cái mẫu đẩy loa súp va thì luôn được cập nhật cho anh em nhé, luôn được cập nhật cho anh em. Bây giờ thì tôi sẽ tắt máy đi và sẽ quay cái nội thất cho anh em xem. Đây thì anh em có thể thấy được con này thì đợt này về thì cực là đẹp cho anh em. Đẹp từ những con ốc anh em nhé, đẹp từ những con ốc. Ốc vẫn còn nguyên zin rồi anh em luôn. Và tụ con này thì nó sử dụng tụ lên tới 100V nhé. Và 4 tụ đồng nguồn. Máy class H thì con này sử dụng là 16 sò anh em nhé, 16-20 sò. Sử dụng 20 sò cả bố áp. Linh kiện con này thì cực kỳ là chất, thương hiệu CIS. Và có cái dơ le để báo đèn đèn đèn
đèn đèn led anh em nhé, đèn led. Đây là cái vỉ này, vỉ xử lý tiếng anh em nhé, nó dựng đứng ở đây. Con này thì chất âm cực kỳ hay, không phải cãi đâu. Con này thì cũng có chế độ đánh chập kênh và ride sister cho anh em, đầy đủ cho anh em luôn. Có nguồn con này thì khoảng 18cm anh em nhé, 18cm. Với dòng đẩy thì anh em có thể thấy là con này nó cực kỳ đẹp rồi. Thì ngày hôm nay tiếp tục về cho anh em những cái mẫu đẩy của thương hiệu lớn, những cái thương hiệu để anh em có thể sưu tầm cũng như là chọn lựa cho mình những cái sản phẩm đẹp như thế này. Đấy, khi bật lên thì nó báo model này và thương hiệu anh em nhé, báo model và thương hiệu. Và cái này thì anh em gạt ở chế độ nào thì nó hiện chế độ đấy. Ví dụ anh em đánh Pana thì nó gạt Pana và Sitea thì nó gạt Sitea anh em nhé. Thì giá thành con này thì cũng có giá cực là tốt cho anh em để tham khảo cũng như sưu tầm anh em nhé, tham khảo như sưu tầm. Giá của nó là 4.100.000 là đây là giá tại cửa hàng anh em nhé. Và nếu anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396855899. Cảm ơn tất cả anh em nhé.